Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Mẹ Gấu Nuôi Con để tiếp tục series chăm sóc trẻ sơ sinh. Thì hôm nay ở trong video này, Mẹ Gấu sẽ chia sẻ một số các kinh nghiệm của Mẹ Gấu về 4 vấn đề sau. Thứ nhất là bé bị chảy máu vùng kín. Thứ hai, đối với những bé bị vàng da sơ sinh thì mình xử lý như thế nào. Thứ ba đó là cách chăm sóc trẻ sơ sinh để làm sao mà khi bé lớn lên, đầu của bé được tròn, mặt của bé không bị méo hay dị dạng nhé. Và thứ tư đó là đối với những bạn nào có gen lùn hay là những bạn nào có cái tướng lưng dài, chân ngắn thì mẹ xử lý ra sao để giúp cho bé phát triển một cách tốt hơn, để khi mà bé lớn lên nhìn cái tướng của bé được cân đối và đẹp nhé. Nếu các bạn thích video này hãy bấm like và chia sẻ. Đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận thêm những video tiếp theo của Mẹ Gấu nhé. Vấn đề đầu tiên đó chính là chảy máu vùng kín. Cái này thì xảy ra ở bé gái nha, không phải là bé trai. Nhưng mà có bé bị, bé không, không phải bé nào cũng bị đâu. Mẹ Gấu có hai đứa con gái, đó là Bonnie và Mila. Tuy nhiên chỉ có Mila bị thôi, còn Bonnie thì không bị nhá. Chảy máu vùng kín này thì nó chỉ ra ít hoặc là rất ít thôi. Cái này được gọi là kinh non nha các bạn. Và nó xảy ra sau 3 tới 7 ngày sau khi bé chào đời ha. Và nó tự hết nhé. Cho nên là ba mẹ không cần phải lo lắng. Trong trường hợp con chảy máu nhiều ở vùng kín, không phải là chảy máu ít như trong hình, hoặc là con chảy máu quá một tuần, thì các bạn hãy đem con đến bác sĩ nhi khoa để thăm khám nhé. Về cái vấn đề vàng da sơ sinh thì hầu như bé nào cũng bị hết. Mẹ có ba đứa con, là ba đứa con sinh ra đều được bác sĩ chẩn đoán là vàng da sơ sinh. Cái vấn đề vàng da sơ sinh thì hầu như bé nào cũng mắc phải, có bé nặng và có bé nhẹ. Đối với những bé nhẹ thì mình chỉ cần chăm sóc ở nhà là được rồi, còn đối với những bé nặng thì mình nên đưa vô bệnh viện để bác sĩ thăm khám chữa trị để bé mau hết nhé. Tuy nhiên làm sao để phân biệt được cái việc là con bị nặng hay bị nhẹ, bởi vì là đối với các bé mà sinh ở các bệnh viện phụ sản quốc tế hay là các bệnh viện phụ sản tư thì thường có cái chuyện là bé chỉ bị nhẹ thôi nhưng vẫn được bác sĩ giữ lại hoặc lên kế hoạch cho bé chiếu đèn hàng ngày tại bệnh viện. Như thế thì rất tốn kém. Tại sao mẹ gấu lại nói như vậy? Bởi vì khi mà mẹ gấu sinh ba đứa con xong á thì mẹ gấu thấy được cái sự khác biệt rõ rệt trong cái vấn đề khám cho trẻ sơ sinh ở các bệnh viện quốc tế và bệnh viện công. Bonnie là bé đầu tiên thì sinh ở bệnh viện Từ Dũ. Thì khi mà Bonnie sinh xong thì bác sĩ cũng nói à, cô bé này hơi bị vàng da đó, nhưng mà không cần phải chiếu đèn hay là cho thuốc thang gì cả, cứ về và chăm sóc và dần dần bé sẽ tự hết. Nhưng mà Rex và Mila thì lại không được bác sĩ tư vấn như thế. Bởi vì Rex và Mila là sinh ở bệnh viện tư, nên là khi mà vừa sinh xong là bác sĩ đã chẩn đoán luôn là Mila và Rex là bị vàng da sơ sinh và phải ở lại viện để chiếu đèn. Tuy nhiên mẹ gấu thấy trường hợp của Mila và Rex, cái việc vàng da của nó không nặng hơn Bonnie mà cũng xem như Bonnie thôi, nên là mẹ gấu đưa con về và không cho con chiếu đèn ở bệnh viện. Không chỉ Rex và Mila đâu, cháu mẹ gấu cũng bị giữ lại nè. Cháu mẹ gấu là sinh ở Vinmec và bé đấy cũng bị vàng da luôn, nặng hơn là Mila và Rex và Bonnie. Tuy nhiên cái nặng hơn đấy chỉ nặng hơn một chút thôi. Mình nhìn bằng mắt thường thì thấy da của bé vàng thật, vàng gần như nghệ luôn, nhưng mà nó chưa nặng đến cái mức mà bé phải nhập viện và chiếu đèn. Cho nên là khi mà mẹ gấu qua thăm thì mẹ gấu thấy vậy, mẹ gấu kêu thôi không cần phải vô bệnh viện làm gì hết. Bé đấy sinh năm 2018 và mỗi lần mà chiếu đèn ở Vinmec là tốn khoảng 4,5 triệu một ngày, tính cả tiền chiếu đèn, tiền viện, tiền tùm lum luôn là 4,5 triệu đó. Nên là mẹ gấu thấy tiếc tiền, mẹ gấu kêu thôi đưa về đi, đi mua vitamin D cho bé, đồng thời dặn ba của bé là tắm nắng cho bé hàng ngày. Và sau một tháng thì bé bình thường, chả biết gì cả. Trong trường hợp bé bị vàng da và kèm một số các triệu chứng như là lừ đừ, bỏ bú, co giật thì lúc đấy mẹ hãy đưa con đến bệnh viện để chiếu đèn cho bé nhé. Chứ còn nếu mà bé không có những triệu chứng đấy, chỉ là da nó hơi vàng, thì mình không cần phải đưa con tới bệnh viện chiếu đèn làm gì cho tốn tiền. Các bạn chỉ cần cho con uống vitamin D hàng ngày đầy đủ. Nếu mà mẹ cho con bú sữa mẹ thì mẹ cũng nên uống thêm vitamin D. Ngoài ra tắm nắng cho con hàng ngày thế là đủ rồi, không cần phải đưa con đến bệnh viện chiếu đèn làm gì cho tốn tiền đâu. Các mẹ chỉ cần kiên trì khoảng 1 tháng là bé sẽ tự hết thôi, cho nên đừng lo lắng quá nhé.
cái vấn đề bé bị méo đầu dẫn tới cái việc là mặt bé cũng bị méo và dị dạng á, thì xảy ra khá là nhiều, đặc biệt thường xảy ra với những bạn nào mà ít quấy khóc và ngoan trong cái giai đoạn sơ sinh. Cái này mẹ gấu gặp ở ngoài đời rồi, và thường các bé hay bị móp ở cái não bên phải, bởi vì cái não bên phải nó phát triển trước cái não bên trái. Cái này nó không ảnh hưởng quá nặng tới cái trí não của bé, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng một phần đó, bởi vì nó làm giảm cái sự phát triển của một bên não. Vì vậy cho nên ở cái giai đoạn sơ sinh á, bạn nào mà có điều kiện thì mua cái gối nó có cái lõm ở dưới để chống méo đầu cho bé. Các bạn nào mà có cái óp khỉ đằng sau thì cực kỳ thông minh, bởi vì là não nó được phát triển đều. Còn nếu trong trường hợp các bạn không sử dụng cái gối đấy, giống như mẹ gấu chỉ sử dụng khăn với lại để cho con nằm thoải mái chứ không có sử dụng cái gối đấy, thì các bạn nên trở đầu thường xuyên cho con. Hôm nay nghiêng bên phải thì ngày mai nghiêng bên trái, ngày mốt nằm ngửa. Và khi mà mình cho con bú thì mình thường xuyên xoa cái đầu của bé để cho đầu bé tròn. Cái vấn đề phát triển xương và phát triển chiều cao cho bé là một trong những cái vấn đề mà ba mẹ rất là quan tâm ha. Đầu tiên mẹ gấu sẽ nói về các giai đoạn phát triển chiều cao của bé. Bé có 3 giai đoạn phát triển chiều cao, mẹ gấu gọi là ba giai đoạn vàng. Thứ nhất là giai đoạn bào thai, đây là cái giai đoạn rất khó can thiệp. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn từ sơ sinh cho tới 3 tuổi, và trong cái giai đoạn này là mạnh nhất là từ 0 cho tới 2 tuổi nhé. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thứ ba là giai đoạn dậy thì. Cái giai đoạn này thì mẹ gấu nghĩ là các bạn theo dõi video của mẹ gấu thì chưa có con ở cái giai đoạn này đâu, nên là bây giờ mình tập trung nói về cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn từ 0 cho tới 3 tuổi. Ở cái giai đoạn 0 tới 6 tháng, các bạn massage tay và massage chân cho bé nhé. Khi mà massage tay thì mình kéo tay cho bé, và lúc mà bé nằm úp á, thì các bạn massage lưng và vuốt cái lưng thật là nhiều lần cho mẹ gấu, và sau đó là massage chân và kéo chân ha. Sau khi kéo chân thì các bạn cho bé đạp xe đạp nữa nhé. Đây là động tác đạp xe đạp nè. Động tác này không chỉ giúp bé kéo dài cái chân của bé ra mà còn giúp bé đi cầu rất là tốt đấy. Đặc biệt những bạn nào mà hay bị táo bón thì nên làm thường xuyên cái động tác này nhé. Một ngày bạn làm khoảng 2 lần, mỗi lần khoảng 5 cho tới 10 phút. Nếu được thì 15 phút thì lại càng tốt nhé. Và tới khi bé tập đứng, tập đi thì các bạn thường xuyên cho bé đu xà đơn hoặc là khích lệ bé leo trèo nhé. Các cái động tác đu xà đơn hay là leo trèo nó giúp bé phát triển chiều cao rất là tốt đấy. Những bạn nào mà bị lưng dài chân ngắn như Rex nhà mẹ gấu á, thì mình bỏ qua cái động tác là kéo lưng nhá, mình chỉ sử dụng động tác kéo chân thôi. Hy vọng vừa rồi mẹ gấu đã cung cấp được khá thông tin cho các bạn trong cái vấn đề là chăm sóc trẻ sơ sinh như thế nào nhé. Video sau mẹ gấu sẽ nói về cái vấn đề là bé bị khó ngủ hay quấy khóc ban đêm, đổ mồ hôi trộm vân vân, làm cho mẹ nghĩ là bé bị thiếu canxi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.